đội tuyển của chúng tôi đã trải qua các thăng trầm trong cuộc sống, tuy nhiên cũng giữ được cho mình được vẻ đẹp sắc sảo, một vẻ đẹp trí tuệ. Chính vì vậy cho nên là tôi muốn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở Việt Nam mà có thể ra thế giới. Gặp rất nhiều khó khăn bởi vì rằng là ở Việt Nam hiện tại đang có rất nhiều cuộc thi dành cho quý bà, và tôi chỉ mong muốn rằng là cuộc thi của tôi sẽ chất lượng, uy tín và lấy lại hình ảnh của các cuộc thi hoa hậu quý bà khác. Cuộc thi hoa hậu quý bà hòa bình Việt Nam do tôi làm trưởng ban tổ chức, thì tôi muốn là người phụ nữ sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình, ngoài cái bản lĩnh mà trong công việc, trong cuộc sống ra, thì họ sẽ bản lĩnh của mình trên sân khấu và họ tỏa sáng thật sự bằng tài năng, bằng trí tuệ và bằng vẻ đẹp. Vẻ đẹp đó là vẻ đẹp sắc sảo, vẻ đẹp đằm thắm và vẻ đẹp đã từng trải. Với các thí sinh thì đến với cuộc thi hoa hậu quý bà hòa bình Việt Nam, thì tôi hy vọng rằng là thí sinh luôn tự tin và thể hiện hết khả năng của mình để làm sao tỏa sáng, và việc còn lại tỏa sáng như thế nào và sau đó hướng dẫn thí sinh ra sao để có thể đạt được vương vị cao nhất thì hãy để cho ban tổ chức làm những việc đó.